Bữa nay tôi giới thiệu thêm một kinh nữa của trường bộ hai, có lẽ là còn khoảng 3 kinh nữa của trường bộ hai thì là mình xong, mình sẽ đi qua tương ưng xong đến tăng chi đến tiểu bộ. Những bản kinh trong trường bộ, những bản kinh chúng tôi giới thiệu cũng có những bản kinh rất quan trọng như là kinh đại bộ, quý vị phải nên có thì chưa nên đọc kinh đại niết bàn, đại bạc niết bàn, với những kinh đã giản dị và lặp lại những điệp giáo lý cũ và nói tổng quát khí cả. Hành quý Phật tử nên đọc lại để biết những cái ngày cuối cùng của Đức Phật, những tháng ngày cuối cùng. Những kinh điển thì chúng tôi sẽ giới thiệu về cái sự hình thành của cái thế giới này và cái sự hình thành của cái giai cấp và cả cái tập thể xã hội qua cái nhìn mà như thật của Đức Phật, cái nhìn đúng như cả cuộc đời đã diễn ra, trình bày luôn cả cái nếp sống của gia đình dưới cái nhìn hay là dưới sự dẫn dắt của Đức Phật như thế nào là một gia đình sống có hạnh phúc tốt đẹp. Đây là bản kinh cuối cùng của trường bộ. Hôm nay chúng tôi trước khi đi vào bản kinh mới, chúng tôi muốn cùng quý vị nhìn lại cái xã hội của mình đó, xã hội của loài người đã đi qua trong mấy cái thế kỷ qua. Tất cả quý vị đều có đọc lịch sử và đều biết rằng là lịch sử của người là đi tìm kiếm hạnh phúc, và tất cả các cái thể chế xã hội cũng muốn đi tìm kiếm một cái hệ thống tổ chức xã hội ổn định, an lạc, hạnh phúc cho số đông. Nhưng mà từ cái thế kỷ 17, 18 khi bắt đầu khoa học, có những phát minh khoa học ra đời thì người ta đi vào tổ chức các cái phát triển, các cái kỹ nghệ, các cái đài kỹ nghệ, nền đài kỹ nghệ, vào sản xuất rất mạnh, đẩy mạnh sản xuất và hẳn nhiên là đẩy mạnh luôn cái dục vọng đi theo đó. Rồi đến cái nhất là cái thế kỷ 20 này, khoa học phát triển rất nhanh và con người gọi là cái tốc độ phát triển về kinh tế xã hội rất nhanh, nó đẩy đưa đến những cái nền kinh tế tư bản và thị trường. Ngay bây giờ đó, kinh tế gần như toàn thế giới đi vào kinh tế thị trường. Cái hướng phát triển, cái hướng tư duy và hướng phát triển là nó đưa đẩy đến như thế và còn đi xa hơn nữa. Và như quý vị cũng biết, trong một cái nền đại kỹ nghệ, đây là cái luận của các nhà nghiên cứu về kinh tế và xã hội và kể cả các nhà giáo dục nữa, khi mà kinh tế phát triển theo cái hướng phát triển đại kỹ nghệ thì con người, xã hội con người nhấn mạnh đến hai điểm, đó là lợi nhuận và sản xuất, sản xuất và lợi nhuận. Thành thử cái sinh hoạt, sản xuất và cái yếu tố lợi nhuận gần như chi phối cái tư duy con người, cái sinh hoạt hoạt động con người, chi phối càng ngày càng mạnh liệt, nghĩa là định đưa con người vào càng ngày càng lún vào đời sống vật chất và dục vọng, và gần như quên dần các giá trị đạo đức. Và chính cái nếp và cái hướng phát triển này đã đẩy đưa nhân loại đến ngày nay đang ở vào cuộc khủng hoảng rất là trầm trọng, đó là khủng hoảng môi sinh, đó là hậu quả tất yếu tất nhiên của một cái hướng phát triển về kỹ nghệ và kinh tế thị trường. Khủng hoảng môi sinh nó đang đe dọa cả toàn cầu, và có thể nếu như mà hiện tại con người không nỗ lực đến tối đa để mà giảm cái tốc độ phát triển của nó và để mà sửa sai á, thì các nhà khoa học và các nhà kinh tế đoán rằng có thể trong vòng từ 30 năm sẽ có thể có nhân duyên, có điều kiện để tiêu diệt để trái đất này, để nếp sống trên trái đất này, sự sống cái này. Đó là cái hướng phát triển tư duy và phát triển xã hội đang trôi chảy trước mắt mình. Bên cạnh, đi song song kèm theo với cái hướng mà gọi là khủng hoảng về môi sinh, đó là khủng hoảng đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội, khủng hoảng luôn.
Tuy nhiên khi thay đổi thì mối liên hệ sản xuất kinh tế, sản xuất tiêu thụ thì nó thay đổi mối liên hệ con người, và thay đổi mối liên hệ con người là thay đổi cái giá trị đạo đức mà con người trước đây, cái xã hội trước đây xây dựng, nó xáo trộn, đạo lộn hẳn hoàn toàn. Và liệu nếp sống đấy đi tới có đem lại hạnh phúc và có đem lại được giải đáp nào về cái con đường đi tìm kiếm hạnh phúc con người hay không, thì quý vị như chúng tôi đã thấy rõ rồi, càng ngày cái căng thẳng về thần kinh càng lớn, về stress càng mạnh, càng lo sợ càng nhiều, và chiến tranh luôn luôn đe dọa, chiến tranh hủy diệt, kể cả môi sinh cũng đủ là để hủy diệt cái đất này rồi. Thì đó là cái hướng văn hóa của nhân loại mà để đưa từ mấy ngàn năm trước trở lại đây. Thì bây giờ thử mình tìm hiểu, vậy thì Đức Phật là một cái bậc gì ra đời nói là cứu khổ người, chính cái đối tượng ngài thì trước tất cả các điều chuyện sẽ diễn biến. Bởi vì dưới cái con mắt, dưới cái Phật nhãn á, thì thấy sự thật đã diễn tiến của loài người, của chúng sinh từ vô lượng kiếp quá khứ rồi, và cũng thấy về tương lai nữa. Dưới cái nhìn của Đức Phật á, như thế nào là một cái xã hội mà hưng thịnh, như thế nào là tổ chức một xã hội mà đa số con người an lạc và hạnh phúc. Tất cả cái nội dung mà mình muốn tìm hiểu đó thì được giới thiệu trong kinh mà quý vị sắp đi vào đây, đó là kinh Chuyện Luân Thánh Vương Sư Tử Hống. Trong này sẽ nói cho mình biết là như thế nào là một cái xã hội hướng thịnh hướng vượng, và như thế nào là một cái xã trong xã hội hướng thịnh hướng vượng đó có người tìm thấy hạnh phúc lâu dài bền bỉ. Thì mà nhờ thầy là cái trang 353 trường bộ 2 đọc cái kinh Chuyện Luân Thánh Vương Sư Tử Hống. Kinh Chuyện Luân Thánh Vương Sư Tử Hống. Như vậy tôi nghe Đệ Tôn an trú ở Makadda tại Matula. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi chư tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các vị tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn, thưa vâng Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỳ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỳ kheo, thế nào là một tỳ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác? Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm tình giác chánh niệm, để có thể diệt trừ tham sân ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tình giác chánh niệm, để có thể diệt trừ tham sân ở đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống từ mình là ngọn đèn cho chính mình, từ mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỳ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại. Này các tỳ kheo, nếu các ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại, thì Ma Vương sẽ không có cơ hội để xâm nhập, không có cơ hội để nhằm làm đối tượng. Này các tỳ kheo, chính nhờ nhiếp trì các thiền pháp làm nhân duyên mà công đức này được tăng thịnh. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có vua Chuyển Luân Thánh Vương tên là Dahanemi kiên cố niệm, là vị pháp vương lấy chánh pháp trị nước, chinh phục bốn thiên hạ, thống trị cả quốc độ và đầy đủ bảy món bảo. Vị ấy có đầy đủ bảy món bảo, tức là xe bảo, voi bảo, ngựa bảo, châu bảo, nữ bảo, gia chủ bảo, và thứ bảy là tướng quân bảo. Vị ấy có hơn 1000 hoàng tử, dõng kiền hùng mạnh, giúp phục ngoài địch. Vì này trị vì quả đấy này cho đến quả đất này cho đến hải biên, dùng chánh pháp trị nước,
không dùng trường, không dùng kiếm. Này các tỳ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Dahanami cho gọi một người và bảo: Này khanh, khi nào khanh thấy Thiên Luân Bảo có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì bảo cho ta biết. Tâu đại vương: Xin vâng. Này các tỳ kheo, người ấy vâng theo lời dạy vua Dahanami. Này các tỳ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy Thiên Luân Bảo lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, người ấy liền đến vua Dahanami. Khi đến xong, liền bảo cho vua biết: Đại vương có biết chăng, sơ bảo quải trời của ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Này các tỳ kheo, vua Dahanami liền cho mời thái tử và nói rằng: Này thái tử thân yêu, sơ bảo quải trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như sau: Nếu sơ bảo quải trời của chuyện luân pháp vương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn sống không bao lâu nữa, ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ. Nay ta đến lúc tìm cầu dục lạc chư thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ kheo, vua Dahanami sau khi đã khéo đặt hoàng tử con đầu trên ngôi vương vị, liền cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ kheo, sau khi vị vua ẩn sĩ xuất gia 7 ngày, sẽ bỏ quải trời liền biến mất. Này các tỳ kheo, một người khác đi đến vua Quảng Đảnh Sát Đế Lì. Khi đến xong, liền tâu vua Quảng Đảnh Sát Đế Lì: Tâu đại vương, đại vương đã biết sẽ bỏ quải trời đã biến mất chưa? Này các tỳ kheo, khi vua Quảng Đảnh Sát Đế Lì nghe tin sẽ bỏ quải trời đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ẩn sĩ ở. Khi đến xong, liền thưa với vua ẩn sĩ: Đại vương có biết chăng, sơ bảo quải trời đã biến mất? Này các tỳ kheo, khi nghe nói vậy, vua ẩn sĩ nói với vua Quảng Đảnh Sát Đế Lì: Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn. Này thái tử thân yêu, sơ bảo quải trời không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Này thái tử thân yêu, hãy hành trì thánh vương chánh pháp. Sự tình này sẽ xảy ra khi còn hành trì thánh vương chánh pháp. Vào ngày rằm Bồ Tát, con ngồi đầu ta giới đi lên lầu cao, thì sẽ bảo quải trời sẽ hiện ra đầy đủ ngàn tâm và các bộ phận. Tâu đại vương, thế nào là thánh vương chánh pháp? Này thái tử thân yêu, con y cử vào pháp kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, con từ trở thành pháp tràng, pháp kỳ, xem pháp là thầy, từ trở thành người bảo vệ hợp thử dân, cho quân đội, cho Sát Đế Lì, cho quần thần, cho Bà La Môn, cho gia chủ, cho thị dân, thôn dân, cho Sa Môn, Bà La Môn, cho các loài thú và loài chim, chớ có làm gì phi pháp trong quốc độ của con. Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con có người không có tiền của, hãy đem tiền của cho người ấy. Này con thân yêu, trong quốc độ của con có những Sa Môn, Bà La Môn, từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực hành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục từ kỳ, an chỉ từ kỳ, giải thoát từ kỳ, thỉnh thoảng sẽ đến với con và hỏi con: Này tôn giả, thế nào là thiền, thế nào là bất thiền, thế nào là có tội, thế nào là không tội, như thế nào nên thực hành, như thế nào không nên thực hành, hành động như thế nào đem lại bất lợi và đau khổ cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào đem lại lợi ích và đó lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày. Con hãy nghe họ và ngăn chặn họ khỏi sự bất thiện và khuyến khích họ làm điều thiện. Này con thân yêu, như vậy là thánh vương chánh pháp. Thưa vâng, tâu đại vương. Này các tỳ kheo, vua Quảng Đảnh Sát Đế Lì trả lời vua ẩn sĩ và thực hành thánh vương chánh pháp. Khi thực hành thánh pháp vào ngày rằm Bồ Tát, vua gội đầu trá giới đi cao, thì xe bảo quải trời hiện ra đầy đủ ngàn tâm, vành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Thế vậy vua Quảng Đảnh Sát Đế Lì nghĩ rằng: Ta được nghe nói như sau, Quảng Đảnh Vương Sát Đế Lì nào vào ngày rằm Bồ Tát gội đầu trá giới đi lên lầu cao,
và thiên bảo luân hiện ra đầy đủ ngàn tâm vần xe trục xe và đầy phần, thì vị vua ấy là chuyển luân thánh vương. Như vậy ta là chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, vua Quảng Đành Sát Đế Lì từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thường y qua một bên vai, tay trái cầm bình nước, tay mặt tưới nước trên bảo luân và nói: Hãy lăng này tôn bảo luân, hãy nhiếp phục tất cả này tôn bảo luân. Và này các tỳ kheo, xe bảo lăng về hướng đông. Chuyển luân thánh vương theo sau cùng với bốn loài binh chủng. Và này các tỳ kheo, chỗ nào xe bảo ấy dừng lại, chỗ ấy chuyển luân thánh vương an trú cùng với binh chủng. Này các tỳ kheo, các vị vua chư hầu ở hướng đông đều đến ý kiến chuyển luân thánh vương và nói: Hãy đến đây đại vương, thiền lai đại vương, tất cả đều thuộc của đại vương, đại vương hãy thuyết giảng. Chuyển luân thánh vương bèn nói: Chớ có sát sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hành trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu, và hãy thọ hưởng theo những gì đã có thể thọ hưởng. Này các tỳ kheo, các vị vua thù nghịch ở hướng đông đều trở thành chư hầu của chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, xe bào ấy chìm xuống biển hướng đông, vượt qua biển ấy lặn về hướng nam, trở thành chư hầu chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, rồi xe bảo ấy chìm xuống biển hướng nam, vượt qua biển ấy lặn về hướng tây, trở thành chư hầu chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, rồi xe bảo ấy chìm xuống biển hướng tây, vượt qua biển ấy lặn về hướng bắc, và chuyển luân thánh vương theo sau cùng với bốn loài binh. Và này các tỳ kheo, chỗ nào xe bảo ấy dừng lại, chỗ ấy chuyển luân thánh vương an trú cùng với bốn loài binh chủng. Này các tỳ kheo, các vị vua chư hầu ở hướng bắc đều đến ý kiến chuyển luân thánh vương và nói: Hãy đến đây đại vương, thiền lai đại vương, tất cả đều thuộc của đại vương hãy thuyết giảng. Chuyển luân thánh vương bèn nói: Chớ có sắc sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hành trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu, và hãy thọ hưởng những gì đã có thể thọ hưởng. Này các tỳ kheo, các vua thù nghịch ở hướng bắc đều trở thành chư hầu chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, khi xe bảo ấy đã chinh phục quả đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô và dừng lại và đứng lại như là dính liền trước cửa điện trong lý, trong nội cung chuyển luân thánh vương, và chói sáng nội cung của vua. Này các tỳ kheo, lần thứ hai chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, lần thứ ba chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, lần thứ tư chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, lần thứ năm chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, lần thứ sáu chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, lần thứ bảy chuyển luân thánh vương. Sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi một người và bảo: Này khanh, khi nào khanh thấy xe bảo quải trời có lần xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì bảo cho ta biết. Tâu đại vương xin vâng. Này các tỳ kheo, người ấy vâng theo lời dạy chuyển luân thánh vương. Này các tỳ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy xe bảo quải trời lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, người ấy liền đến chuyển luân thánh vương. Khi đến xong, liền bảo cho vua biết: Đại vương có biết chăng xe bảo quải trời của ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ? Này các tỳ kheo, chuyển luân thánh vương liền cho mời thái tử và nói rằng: Này thái tử thân yêu, xe bảo quải trời của ta đã lặn xuống một ít, ta đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như sau: Nếu thiên bảo luân của chuyển luân thánh vương có lặn xuống một ít và rời khỏi vị trí cũ, thì vua còn sống không bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng dục lạc của loài người một cách đầy đủ, nay ta đến lúc tìm cầu dục lạc chư thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ kheo, chuyển luân thánh vương sau khi đã khéo đặt thái tử con đầu trên ngôi vương vị, liền cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ kheo, sau khi chuyển luân thánh vương xuất gia 7 ngày, xe bỏ quải trời ấy biến mất. Này các tỳ kheo, một người khác đi đến vua Quảng Đành Sát Đế Lì, khi đến nói nơi liền tâu với vua: Đại vương có biết chăng xe bảo quải trời đã biến mất? Này các tỳ kheo, khi vua Quảng Đành Sát Đế Lì nghe tin xe bảo quải trời đã biến mất, liền không được vui vẻ và cảm thấy buồn sầu muộn. Vua ấy không đến chỗ vua ẩn sĩ
và hỏi về Thánh Vương chánh pháp, vì ấy từ cai trị quốc gia theo ý của mình. Vì cai trị quốc gia theo ý của mình nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa. Khi các vua chúa cai trị theo Thánh Vương chánh pháp, này các tỷ kheo, rồi các vị đại thần trần thần, tài chánh quan, các cần vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú tụ họp lại, cùng đến vua quán đảnh sát để lì và nói: Tâu đại vương, vì đại vương cai trị quốc gia theo ý đại vương nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa. Các vua chúa cai trị theo Thánh Vương chánh pháp, nay có các vị đại thần trần thần, tài chánh quan, các trần vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú, chúng tôi và một số các vị khác thọ trì Thánh Vương chánh pháp. Tâu đại vương, nếu đại vương hỏi chúng tôi về Thánh Vương chánh pháp, được hỏi chúng tôi sẽ trả lời cho đại vương rõ về pháp này. À, thôi thôi thầy nghe tạm đi. Đây quý vị nghe một đoạn là biết. À, thứ nhất là ông chuyển lối Thánh Vương, thứ nhất á, là hành theo chánh pháp, người thứ hai hành theo chánh pháp, còn người thứ ba không hành theo chánh pháp nữa, xã hội thay đổi. À, thì trước khi đi vào kinh, chúng tôi xin loan báo thì phương tử biết là sáng hôm nay hòa thượng có chủ tọa buổi họp của toàn viện, của mấy cơ sở của viện, thì để mà lo cứu trợ bão lụt ở miền Trung đó, như quý vị đã biết đó, thì để chia sẻ về tất cả những cái mất mát ở miền Trung đó, những khổ cực mất mát, thì cơ sở mình đây học viện, viện nghiên cứu và thiền viện là bắt đầu từ thứ hai này mình tích cực vận động, có lẽ đến năm 2000, bởi vì rồi cả Việt Nam mình cứ bị từ đấy trở đi là cứ bị bão lụt luôn, và cái tình hình và vì môi sinh đó, thành thử chúng tôi xin loan báo thầy quý cô và quý Phật tử, mình bắt đầu tiết kiệm những cái khoản nào mình có thể tiết kiệm được để vào cái đấy mà cụ trợ bão lụt do hòa thượng làm chủ tịch, rồi cái số tiền này sẽ đưa qua thành hội Phật giáo, đưa qua ban hội của Trung ương Giáo hội, và có thể một lúc nào đó cũng có phái đoàn của những nhân vật trong viện mình đi tới tầng một vài nơi để chia sẻ nữa. Thì tôi xin loan báo để quý Phật tử chuẩn bị và hưởng ứng. Để sáng nay thì tất cả hòa thượng cũng như mày chúng tôi đã đóng góp một phần của mình rồi, và tất nhiên tiếp tục đóng góp nữa, tôi cũng tiếp tục tiết kiệm. Bây giờ tôi đi vào bản kinh. Trước hết hồi nãy thì Tâm Chương có đọc, quý vị nên để ý cái câu tôi nghe nhầm đó, rồi lại hiểu lầm: hãy thụ hưởng những gì đã có để thụ hưởng, chứ không phải những gì có thể thụ hưởng, những gì đã có để thụ hưởng, có nghĩa là mình làm ra có được bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu, chứ đừng có ham muốn thêm nữa mà đi lấy của người ta về, đừng có gây tổn hại ai nè. Những cái gì mình làm ra, cái gì mình có, mình là đó, đang là đang có thì thụ hưởng trong chừng đó thôi, thì như vậy là được, như vậy cũng gọi là hợp pháp. Chứ đừng có mà thụ hưởng quá nhiều á, những cái gì mình không có thì thôi, đừng đi lấy của người khác. Rồi cái đó là hãy thụ hưởng những gì đã có để thụ hưởng là vậy. Trước hết là chỉ kính chuyện luôn Thánh Vương Sư Tử Hống, về tính kinh là chất Kavati Sihanada Sutanta. Chất ca là cái bánh xe, Vati là Vattati là chuyện, vận chuyển quay. Thì mà chắc ti là cái người quay, tuy nhiên là cái người quay cái bánh xe này thì như quý vị biết cái phòng kinh mà ông vua đây là một người có thẩm quyền, có cái phước đức để mà quay cái thiên luân bảo, cho nên chi dịch thoát là chuyện luân Thánh Vương, vì cái vị đó phải chuyện luân Thánh Vương mới ra lệnh cho thiên luân bảo di chuyển được, thì gọi là chắc ca vật chi. Và cái Sihananda Siha là con sư tử, Nada là tiếng rống. Thì trong cái truyền thống kinh điển của Phật giáo thì trong muôn thú thì tiếng rống sư tử là một tiếng rống oai hùng nhất. Khi mà nó rống lên thì tất cả muôn thú run sợ, nét mình run sợ. Thì cái tiếng nói của bản kinh này cũng vậy, cũng như tiếng nói của lời dạy Đức Phật ấy, nó làm cho tất cả ngoại đạo và tiếng nói của tà kiến run sợ. Đây là tiếng nói muốn nói là đó là tiếng nói của chân lý. Khi nào gọi là tiếng là sư tử hống, đó là tiếng nói của sự thật. Đấy. Bây giờ chuyện luân Thánh Vương sư tử hống này, đây tiếng nói của sự thật. Mà tiếng nói này có lẽ nó làm cho thời đại chúng ta cũng run sợ, là bởi vì hoàn toàn là mình không thấy được sự thật này.
về do cái văn hóa của loài người hiện tại không thấy được sự thật này, cho nên nó đi quanh qua những ngõ đường khác và đưa dẫn đến những cuộc khủng hoảng lớn trong xã hội. Trong cái bản kinh này thì tôi trước hết tôi xin trình bày lại hơi dài, đọc thì quý vị nghe lặp đi lặp lại hơi mệt, thì tôi lặp lại cái nội dung của bản kinh này có mấy điểm như thế này. Điểm thứ nhất là Đức Phật mở đầu cái bản kinh này, ngài dạy các tỷ kheo rằng cái con người, một cái người có người là cá nhân của mỗi người, người đó có thể là tu sĩ, có thể là cư sĩ, có thể là người đời, thì nên, đây là cái giống sư tử thứ nhất này, thì nên nương tựa mình mà không nương tựa một ai khác cả. Đó là cái thứ nhất này. Cái chỗ mà để quyết định những rối loạn có thể đưa đẩy mình đến rối loạn là nên nương tựa mình. Mình là chính, mình là động lực chính, mình là cái nhân chính, mình là yếu tố duy nhất để quyết định thay đổi cái vận mình của mình. Muốn xét chuyện gì thì cũng là mình thì đã, trở về mình thì đã. Còn nếu mình phó thác đời mình cho bất cứ một ai khác, đây là một ai khác nè, mình thì thứ nhất là đừng có nương tựa một ai khác. Nếu mình nương tựa một ai khác thì không còn vấn đề chi để giải quyết vấn đề hạnh phúc của mình cá nhân nữa. Thì cơ bản là hạnh phúc là trở về chính mình nè, mà không nương tựa một ai khác. Đó là một. Thứ hai, tuy nhiên trong cái nương tựa này Đức Phật còn nói rõ là hãy tự mình là ngọn đèn của chính mình. Hãy tự mình nương tựa mình. Ngọn đèn là như là ngọn đèn, chỉ đi pa thì có nơi dịch là ngọn đèn, có nơi dịch là hòn đảo, hai nghĩa này đều giống nhau. Cái hòn đảo là như ở dưới cái biển khổ minh mông đó, thì có hòn đảo để an trụ khỏi bị cuốn trôi, bị cái biển sinh tử, bị nhận chìm trong biển sinh tử thì cũng vậy. Ngọn đèn cũng thế, ngọn đèn là như ngọn đèn, như mình là có người đi trong đêm tối, mà còn ngọn đèn nó soi sáng để thấy đường mà đi, thì chính mình là người soi sáng chính mình, không phải là người khác. Đó là cái cơ bản thứ nhất. Cái thứ hai, hãy nương tựa pháp, hãy dùng chánh pháp, xem chánh pháp như ngọn đèn, hãy sử dụng chánh pháp làm ngọn đèn để mà soi tỏ cuộc đời của mình. Nương tựa pháp, không nương tựa bất cứ một thứ gì khác. Thì mình đi đâu là không nương tựa bất cứ một người nào khác. Và cái thứ hai, không nương tựa bất cứ một thứ gì khác. Ví dụ mình phải nói như thế này, trở về chính mình là yếu tố thứ nhất, rồi từ mình đi tìm hiểu pháp, để hiểu pháp, để học pháp, để hiểu pháp rồi để hành pháp lấy, và mình không có ai làm thay cho mình chuyện đó. Và cái pháp đó là gì? Đó là cái mà cái người mà từ mình nương từ pháp đó là gì? Là hành tử niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Người nào mà thực hành, học, hiểu và hành tử niệm xứ, quán thân mình, quán thọ, cảm thọ, quán tâm và quán các pháp á, thì tất nhiên là quả ngũ uẩn á, ai mà làm con đó, đó là người tự nương tựa mình và nương tựa pháp, mà không nương tựa bất cứ thứ gì. Tất nhiên là thay vì để thì giờ mà chạy đi mà nương tựa một người nào, nói với ông về ông trì cái chú này thì sau này ông tiêu nghiệp, thì cái đó là nương tựa cái khác, không phải pháp đấy, là cái gì khác đó. Đừng nương tựa cái gì khác, cái đó là cái gì khác đó, mà không nên nương tựa. Mà một người ra rồi là anh phải đứng có giò và nhìn mặt trời, anh đứng giữa đến toàn đời anh giải thoát thôi. Cũng giống như ăn gui mà la, họ nói ăn cứ giết cứ đụng tay mà làm cái sâu chuỗi mà sâu đụ một ca người thì ăn giải bạc, thì như vậy là nương tựa cái gì khác. Còn Đức Phật biểu đừng nương tựa cái gì khác ngoài cái tự niệm xứ ra, ngoài cái ngũ uẩn tự niệm xứ ra. Đó, thành thử không nương tựa cái gì khác và không nương tựa một người nào khác, đó là cái tôn chỉ của Đức Phật đã dạy mình. Chúng tôi thì quý vị bàn bạc với nhau là để nhắc nhau trở về nương tựa mình và nương tựa pháp, còn không bao giờ để mà nói người khác cúi đầu trước một ai cả, hoàn toàn cúi đầu trước pháp mà thôi. Như vậy không có nghĩa là mình kiêu ngạo đâu, nhưng như vậy là đi đúng đường. Và thì cũng đường nương tựa pháp đó là tự nhiên là có những đức tính khiêm tốn nhận lại từ bí đó á, thì đường nương tựa pháp là thế. Thành không sợ rằng cái người trở về nương tựa mình trở thành kiêu ngạo và khinh thường mọi người. Pháp dài rằng tất cả thế giới và mọi người vì mình là một, cho nên không sợ là mình trở thành mình vị kỷ, không phải như thế. Người ta tưởng là vị kỷ không phải, thì pháp nó chỉ cho mình như thế. Thì đó là cái phần thứ nhất. Sau đó Đức Phật mới kể lại câu chuyện vấn đề, thì vấn đề thì nó có hai vấn đề: cá nhân và vấn đề tập thể. Thì đó là vấn đề cá nhân phải làm chuyện đó. Bây giờ vấn đề tập thể thì ngài kể lại câu chuyện của vua chuyển Lúc Thành Vương là Đa-la Nê-mi, là gọi là kiên cổ niệm đó. Tên của vị vua này là một vị chuyển Lưu Thành Vương. Vị chuyển Lưu Thành Vương này là vào cái thời hưng thịnh pháp,
cái thời mà tuổi thọ của con người đến tạo vàng 4.000 năm này. Còn Đức Phật Thích Ca là ra đời vào cái thời mà con người đi vào cái thời gần cuối cùng rồi, tuổi thọ còn 100 năm. Thì lúc mà tuổi thọ đã vào 4.000 năm là thể hiện cuộc đời, thể hiện đủ 10 thiện nghiệp, mà khi bắt đầu 100 năm là thể hiện 10 ác nghiệp rồi, cho nên gọi là ngũ ác thế. Lúc đó là ác thế, ác trược lắm, và Đức Phật giáo hóa rất khó khăn, Đức Thích Ca giáo hóa rất khó khăn. Sau này Đức Di Lặc sẽ ra đời khi tuổi thọ trở lại tà vàng 4.000 năm, lúc đó có một vị chuyển luân thánh vương ra đời, lúc đó đủ 10 thiện pháp, con người sống đủ 10 thiện pháp, và ngài sẽ giảng dạy từ 10 thiện pháp đó đi đến giải thoát. Sẽ đi đến mà thôi. Thì tiếp theo là ngài kể câu chuyện. Câu chuyện này là không phải là ngài nói giáo lý, mà ngài nói sự thật đã diễn ra trong cuộc đời này. Thì khi mà ông Đa La Ni Mi làm chuyển luân thánh vương, thì cái phẩm kinh trước quý vị đã biết, một vị chuyển luân thánh vương mà ra đời là vì đó là nhờ cái phước đức của cái từ điều từ chế và bố thí khoan dung, do cái phước đức đó mà được phát sanh làm vị chuyển luân thánh vương. Thì cái người đó là sống theo chánh pháp đó, chỉ người dục vọng và sống với tu tập tứ vô lượng tâm, cuối cuộc đời là tu tập tứ vô lượng tâm, hoặc là xuất gia trở thành tu sĩ hành giải thoát, hoặc là ý ra hành tứ vô lượng tâm để hưởng cái phước báo của chư thiên. Đó là vì vua chuyển luân thánh vương. Thì khi mà vị vua thánh vương ra đời là có 7 bảo, đó là thiên luân bảo, voi bảo, ngựa bảo, ngọc bảo, ngọc nữ bảo, cư sĩ bảo và tướng quân bảo. Tuy nhiên là đầy đủ tất cả yếu tố để đào tạo thành một cái xã hội hoàn toàn thái bình, an lạc và hạnh phúc. Và ngài đem chánh pháp dạy ngụ giới cho toàn dân thôi. Ngài đi giúp phục quốc độ khác bằng chánh pháp, và ngài dạy cho toàn dân trở về hành ngụ giới và nương tựa mình, nương tựa pháp, chứ không phải để phục vụ cho ngài. Đó, thời kỳ chánh pháp hưng thịnh là thế. Nhưng mà sau nhiều ngàn năm ngài làm vua hưng thịnh như thế rồi á, thì thiên luân bảo đến một lúc ngài mà sắp giảm tuổi thọ, thì thiên luân bảo tự động nó di chuyển qua khỏi cái chỗ vị trí mà để được một cái tòa như pháp tòa của ngài đó, nó bắt đầu di chuyển và nó chìm lặng xuống, thấp xuống. Thì lúc đó là dấu hiệu ngài sắp chết. Thì thường thường như thế là truyền thống, ngài được biết một vị chuyển luân thánh vương từ biết là phải rời khỏi ngai vàng đi xuất gia để mà thác sanh về cõi trời hoặc là đi vào giải thoát. Thì ngài liền mà gọi thái tử, trong một ngài hoàng tử đó thì thái tử là người con đầu để mà làm lễ quảng đại, là phong vương lên chế vị, và ngài xuất gia tu hành. Ngài Đa La Ni Mi thì xuất gia tu hành. Thì ngài xuất gia thì quý vị biết là đi vào cái lầu trang nghiêm như vị chuyển vương trước, là vào là đắc từ thiện ngay, rồi hành từ vô lượng tâm, thì tùy theo cấp độ đó mà đi vào giải thoát mà thôi. Thì trong thời gian ngài tu á, ngài tu lâu hơn chứ không phải 7 ngày như vị kế thừa, kế tục. Thì vị thái tử lên thì cái thiên luân bảo bắt đầu nó chìm xuống luôn, nó biến mất, rồi nó biến mất luôn. Thì vì đó mà hoảng lên. Khi mà thiên luân bảo biến mất thì 6 cái bảo sau cũng sẽ biến mất. Và khi đó là rối loạn xã hội xuất hiện, tất cả rối loạn trong triều đình và ngoài xã hội nó xuất hiện. Thì vì vậy cho nên chỉ vì thái tử này á, tất nhiên vì vua mới mà đến mà thưa vì vua cụ, vua cha rằng là làm thế nào để mà thiên luân bảo xuất hiện. Thì ngài dạy rằng là cái truyền thống của chuyện lúc thánh vương truyền lại á, thì đến cái ngài dâm bồ tát ấy, đó đây là những truyền thống rất đặc biệt. Cái này phải sống và phải hành rồi để thấy, chứ đừng có cho những chuyện này là chuyện bịa đặt, chuyện này là chuyện mê tín, chuyện này chuyện gọi là chuyện lường gạt, hay là chuyện nói dối, hay là vân vân, không phải như thế. Đây là cái tuệ nhãn của Đức Phật. Nếu mình tin Đức Phật là tin những cái này, những Phật nhãn đã thấy như thế này, sự thật của cuộc đời đã diễn ra như thế này, và ngài nói lại kinh nghiệm này cho mình biết. Thì ngài biểu thì ngài đó thì vì thái tử phải tắm rửa sạch sẽ để vào cái cung điện tu hành á, tu ngài Bồ Tát ăn trai giới đàng hoàng. Thì khi mà nhờ cái đức thánh tình của cái vị đó hôm đó khởi niệm lên á, thì thiên luân bảo sẽ xuất hiện liền, 7 bảo nó xuất hiện lại, và vì đó trở thành một chuyển luân thánh vương. Mà cái đoạn kinh dài nói cho quý vị biết là thiên luân bảo sẽ lăng đi cả 4 phương, cả 10 phương, và đi đến đâu các quốc độ đều là tùng phục vị vua này và thống nhất. Và vị vua này cũng là đem chánh pháp mà giảng dạy và khuyến khích các vị vương, các tiểu quốc đó, đem ngụ giới dạy dân.
và như vậy là cả cái đại lục đó, cả cái đất này được bình yên và hạnh phúc. À, thì đến cái khi mà Thiên Lôi Bảo bắt đầu di chuyển và chìm xuống, thì vị thái tử là vị vua thứ hai này cũng đi tu từ vô lượng tâm đó. Thì cái người kế vị là cái người thái tử là đời cháu nội của vị vua chuyển vua của ông Kiên Cổ Niệm đó, là vị này không đến hỏi. Khi nghe thầy báo cáo, người ta báo cho biết Thiên Lôi Bảo đã làng dần rồi biến mất, ông vẫn tỉnh bơ, ông không đến hỏi vì vua cha, cũng không có hành theo pháp, ông làm theo tư dục, tư ý và tư kiến. Và quý vị biết rằng là khi mà một vị chủ trương lúc thành vương á, là luôn luôn sáng sóc, như kỳ phẩm trước nói đó, sáng sóc đến đời sống của nhân dân, đến nỗi mà tạo ra những cái hồ nước đẹp này để tắm rửa, có người hầu tắm vân vân, lo cưới vợ cưới con, cho tiền cho của cho áo, cho tất cả các thứ gì thiếu là tất cả đều hạnh phúc, không có gì xảy ra trong rối loạn xảy ra trong xã hội này cả. Còn vị này thì không làm như thế, và không có dạy, không có truyền đạt về chánh pháp, dạ, nghĩa là không hoàn toàn không theo chánh cái nền chánh pháp, làm theo cái ý của mình thôi, mình muốn sao làm vậy. Và cái quan niệm của họ, của vị này là muốn cho người ta phải lao động, phải làm việc, chứ còn nếu cho như vậy sợ là người ta không lười biếng vân vân, nghĩ như vậy. Thì vị vua này làm như vậy, cho nên chi quý vị biết là thì bắt đầu cái người trước đấy các vị chủ thành vương thì cho tiền bạc cho của, còn bây giờ thì vị vua này không bố thí nữa. Rồi trong cái quân chúng đó thì nghiệp sinh, thì nghiệp mỗi người nghiệp nặng nghiệp nhẹ khác nhau, người đẹp người xấu, người thông minh người kém, và cũng phải lo sản xuất lấy, thì những người này thiếu thốn không đủ ăn, nghèo nàn. Và vì nghèo nàn cho nên chi họ cái vấn đề họ phải từ về và làm thế nào để tồn tại, vấn đề phấn đấu để tồn tại. Cho nên khi họ đến cấp lấy của người mà ông cho, tự nhiên là ông trộm khởi lên được. Thì cái người mà đầu tiên ông trộm bị phát hiện là thầy xấu, là mày xấu hồi xưa nay, hàng giống như một cái bình mà gọi là cái bình ghê tởm, một cái bình kính tởm xuất hiện, một cái xã hội mà từ trước đáng chưa thấy. Cũng giống như dây mà sẽ xuất hiện để đầm lúa vậy, nguy hiểm lắm. Thì người ta bắt người này tới trình vị vua, thì vua hỏi có phải ông trộm không? Thì nói giờ phải, con trộm vì thiếu, con không có đủ gạo cơm để nuôi vợ nuôi con với bố mẹ. Thì ông vua cho tiền mà thôi, tiền bạc đấy đem về mà nuôi vợ nuôi con nuôi bố mẹ, đừng ăn trộm nữa, là vui lắm. Thì vua cũng hiền chứ không có phạt gì cả. Nhưng mà người thứ hai đến cũng vậy, cũng ăn trộm nữa, thì vua cũng cho nữa. Người thứ ba, người thứ tư, thứ năm, nhiều người như vậy họ đồn khắp, họ nói ồ hê mà ăn trộm là vua cho tiền bạc về nuôi vợ nuôi con. Thì có nhiều người chưa đến nỗi nghèo cũng đi ăn trộm để cho móng người ta bắt về nộp cho vua để được tiền của vua cho về. Và cuối cùng cái ăn trộm nó nổi lên, ăn trộm cướp nổi lên nhiều. Khi mà vua thấy rằng là chính cái thái độ vua mà cho tiền của kiểu đó thì khích lệ họ đi ăn trộm nữa, thì vua bắt đầu đổi. Lúc đầu đứng dùng pháp kỳ, vì vì đấy là đức kỳ là dùng chánh pháp để kỳ mà thôi, không mọi xã hội yên vô cùng. Đến vua này là bắt đầu dùng thuật rồi, nhưng mà ông vẫn còn cách. Nhưng đến cái đồ này, cái đồ mà ông trộm khơi lên nhiều quá thì phải ngăn chặn cái hiện tượng này, xã hội này, hiện tượng ông trộm tình người ông trộm nữa. Rồi thành thử vua phải bắt một cái người ông trộm làm gương, đem đi biếu xấu đúng bốn cửa thành ra chặt đầu, mấy người sau đều chặt đầu cả. Thì từ khi đó kinh hoàng, không ai dám nhận mình ăn trộm nữa. Người ăn trộm cũng nói dối là mình không ăn trộm, bắt đầu nói dối sinh, quý vị thấy không, nói dối sinh nữa. Mà khi những người ăn trộm vẫn thiếu, bởi vì vua không cho, mà dù có chặt đầu đi nữa mình thoát khỏi thì sống được, còn nếu như mình ăn trộm thì cũng chết thôi, chết đói thôi, vợ con bố mẹ chết đói, gia đình chết đói, thì đành phải ăn trộm. Thì họ mình muốn cho ăn trộm mà đừng bị bắt là phải rèn khí giới, đi vô trong làng, đi vào lúc đêm tối và khí giới để ăn trộm mà vẫn không bị bắt. Và những người bị ăn trộm quá mà không bắt được, người ta cũng rèn khí giới từ về thì không ăn trộm nữa để đừng bị ăn trộm. Thì như vậy bắt đầu, quý vị thấy, bắt đầu nghiệp sát xuất hiện, dối trá xuất hiện, nghiệp sát xuất hiện. Và cứ như vậy cái hiện tượng xã hội nên kéo dài, dây ra kéo dài. Thì lúc bây giờ là ba cái nghiệp đầu là nặng về ngũ giới, phá đi cái giới sát, giới trộm và giới nói dối rồi. Thì cái tuổi thọ, cái khi mà vua không có bố thí và không giúp cho dân nữa, tuổi thọ từ 8 vạn 4 ngàn năm nó xuống tướng bố, rồi được con là giảm đi một nửa, còn là 4 vạn năm thôi.
và 4 vạn năm mà duy trì 3 cái nghiệp này khởi lên nữa mạnh quá, rồi thì đời 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 cháu là đời tiếp theo, một cái thế hệ tiếp theo thôi là giảm đi 2000 năm, 2 vạn năm còn 2 vạn năm. Lúc bây giờ quý vị biết vì cái nghiệp trộm, nghiệp sát và cái nghiệp trộm, nghiệp sát và nghiệp nói dối mạnh á, thì bắt đầu nó khởi lên một cái là tà hành. Quý vị, tà hành, tà hành là bắt đầu lôi thôi tình cảm cả thứ khởi lên. Thì còn lại 1 vạn năm thì tuổi thọ dạng vạn năm. Dạng vạn năm khi tà hành tăng thịnh á, thì bên cạnh cái tà hành này á, thì quý vị biết là các vị thì có người nó bắt đầu đi vào cái gọi là ác khẩu, tự nhiên là cãi nhau, chửi nhau, mắng nhau, rồi lên án nhau vân vân, ác khẩu và nói chuyện phù hiệp, bàn chuyện thị phi xung quanh khẩu với phù hiệp khởi lên. Có người khởi lên mà hưng thịnh, người còn của 5000 năm. Vì khi mà còn 5000 năm rồi tuổi thọ 5000 năm, từ một thế hệ là giảm đi một nửa, thì mấy vị này quý vị biết là khi mà mấy cái ác này khởi lên rồi ấy, thì tham dục nó khởi lên mạnh, tham và dục khởi lên mạnh, tham dục khởi lên mạnh và sân hận khởi lên mạnh. Vì bắt đầu là có sắc nhiều rồi, tham dục sân hận không có đúng vợ, và cái cơ bản của tham dục là có suy trắng, suy nở, bắt đầu lộ diện của thọ còn 2500 năm. Và ở 2000 tham sân phát triển rất mạnh, thì đến vì tham sân phát triển rất mạnh cho nên khi bắt đầu suy nó bùng nổ, cho nên khi gọi là tà kiến xuất hiện, tuổi thọ còn 1000 năm. Quý vị biết là cứ như vậy thì đà này, thì khi mà sau tà kiến là phi pháp, thì ham muốn phi pháp, phi lý nữa, phi pháp nữa, thì tà kiến tiếp tục tăng trưởng dần, chứ tuổi thọ còn lại 100 năm. Lúc bây giờ xã hội bộc hiện đủ 10 ác nghiệp đó. Bây giờ đến 100 năm, như Đức Thích Ca ra đời là đủ 10 ác nghiệp, và con người đứng phấn đấu đó, loài người đứng phấn đấu mà để bây giờ thì hẳn giảm từng thế hệ một nửa đó, một nửa số tuổi nè, mà nó giảm lần lần. Như Đức Bổn Sư là thọ 80 tuổi đó, đang giảm lần lần đó, quý vị thấy. Thì Đức Phật dạy là do 10 ác nghiệp này phát triển, cho nên chỉ đến một lúc đó, quý vị biết, từ 100 tuổi, khi tuổi thọ còn 100 tuổi, là con người không hiểu kính bố mẹ nữa, thiếu sự hiểu kính, không phải là hoàn toàn không hiểu kính, mà thiếu sự hiểu kính bố mẹ, thiếu sự tôn kính về lãnh đạo, và thiếu sự tôn kính các bậc đạo đức hiền thiết, không coi trọng nữa. Thì đến bây giờ quý vị thấy là dầu sư hồi trước là những từ vi sư, bạn từ vi sư cách đây 1-2 thế hệ chứ mấy, như bây giờ mà dầu sư vô lớp mà dài lối thôi là đem dao, tụi là đem dao kề cổ rồi, quý vị thấy không, hoặc là ra là chặn đường đánh rồi, rất nguy hiểm. Mà đến một độ là đến khi tuổi thọ còn 10 tuổi, nó giảm lần đến 10 tuổi thì là không còn bố mẹ anh em chứ nữa, tất cả đều đánh nhau và thông dâm, tất nhiên là sống như gà vịt. Lúc đó người con gái 5 tuổi là có chồng rồi, và thôi sống là thôi sống, nghĩa là một cái thế giới không hình dung ra nổi. Nghĩa là tất cả mọi người đều có khí giới trên tay, và không phải mọi người có khí giới trên tay, mà cây cỏ cũng là loài khí giới, đùng là chết, chảy máu là chết. Nó độc dược đó, nó nằm trong cây cỏ cả. Con người sống núp trong mấy cái hang động, sờ thú lắm, thấy thú là sờ. Từ đây, từ trước đấy cho đến về đấy là mình giết thú, nhưng mà sau này mình sờ thú kiếp lắm. Con người yếu đuối thì một cái đồ hung dữ lắm. Thì quý vị biết đây là gọi là điểm tàn lùi của cái nhân loại. Thì lúc bấy giờ có một số người sợ sự tàn sát, đánh nhau giết nhau, sợ rút nhau chạy trốn vào trong rừng sâu để mà núp trong mấy hang động, núp cả thú, núp cả người. Rồi dưới này là có một cuộc tương tàn, đánh nhau chết máu chảy đầy đường. Thì có một số người còn sót lại, thì sau đó sót rất ít, thì những người trong rừng ra gặp một số người còn sót lại, khi đó ôm nhau mà khóc, một tia ánh sáng trên trời nó chiếu xuống, mọi người nhận diện ra nhau rồi mới khóc, ôm nhau khóc, biết rằng là con đường đó là sai, thì bắt đầu sống thiện. Và từ đấy, từ mỗi thế hệ, từ tăng lên thế hệ sau, bắt đầu từ đó là thế hệ sau tăng 20 tuổi, thế hệ sau là tăng 40 tuổi, tăng 80 tuổi, tăng dần cứ người gấp đôi hoài, cho đến khi mà con người đủ 84000 tuổi. Lúc đó là có một vị chuyện luân thánh vương sẽ ra đời, và lúc đó Đức Di Lạc, Đức Maitreya sẽ ra đời đó. Lúc đó chẳng phải mình đứng cầu nguyện để sanh về cái thời đó, mình đứng ở trong cái đồ dốc đó, mà đứng đi vào cái chỗ mà con người rất ích kỷ dễ sợ lắm. Quý vị biết là cái dục vọng đi theo phải phát triển, mà phát triển kinh tế thị trường là phát triển dục vọng và ích kỷ để tối đa, và chủ nghĩa thực dụng phát triển tối đa. Đạo đức không nói, gạt ra ngoài, người nào nói đạo đức là chuyện phi phạm, chuyện
mộng tượng, chuyện ảo tượng, chuyện vui, là phải cũng lời nhường mà thôi. Có người chỉ có lời nhường là chính, không có lời nhường là chết. Sống hay là lời nhường hay là chết. Quý vị thấy cái xã hội nó đẩy đứa và cái thế cái hướng này nó khai triển dục vọng của người. Có cái dục vọng nó làm tăng trưởng dục vọng, làm bốc cháy dục vọng của người. Đó là cái thị trường này. Quý vị thấy rất nguy hiểm. Bây giờ hướng nào là hướng giá trị của cuộc sống để mình tìm kiếm, mình chọn lựa. Rất nguy hiểm. Rồi khai thác đến dục tính, từ cái chỗ tình yêu rất đẹp giữa hai nam nữ, rồi đến rồi khai thác buôn bán luôn cái dục tính. Sắc xe bây giờ gọi là thương mại hóa dục tính luôn. Mà nó biến đạo kinh khủng, quý vị biết đó. Chúng tôi hồi xưa học giáo dục bên Mỹ, chúng tôi coi Mỹ, mình sẽ quyển sách chúng ta gọi là có coi cả. Là bởi vì cái đó là bắt buộc của lớp học. Và chúng tôi học gọi là sex education, là phải dạy luôn cái tâm lý giáo dục tương học ngành đó. Thì trước đây tôi nói thì quý vị sợ quý vị hiểu lầm tôi đó hả? Chưa thì tôi nói giờ thì biết là có, nhưng mà nghĩa là giới hạn sinh hoạt, họ sinh hoạt rất sâu về vì thì các nhà giáo dục là phải dẫn thân để biết những cái cung đường mà mở đường cho người ta đi. Thì chúng tôi chỉ có biết về cái thì thầy kinh hoàng khiếp đạo. Những lần đầu tiên là chúng tôi ghi tưởng mà bàng hoàng khiếp đạo, là phải ngồi thiền mấy ngày để mà tỉnh táo lại. Không ngờ bởi tôi hồi xưa từng ngộ gạo lắm, là không biết cái trường người ta sống với cháu cách nào, không biết chết, không biết mình và mẹ mình đẻ mình rất là cách răng nữa. Lần này thiệt như vậy, hồi xưa mình tu rồi mình là bị được dạo dùng đạo đức rồi không biết gì cả, khi coi là kinh hoàng. Nhưng mà lần thì giờ dạo dạy chứ mình lần quỳ đi đến đồ kinh độc. Mà tôi thầy xin lỗi là thầy cái chuyện của người đến với nhau là mình nói ra thì bất nhận. Giống như hồi xưa tôi đi học thầy mấy cung Phật đến với nhau cũng thế. Mình thấy có cái gì tổn thương gì sợ lắm. Trong con người còn cái gì thiêng liêng mà tại sao nó bộc hiện ra một hình thức sống nó thấp hèn như thế này. Đó là cái đầu tiên chứ không phải tôi lên án đâu. Cái đó là cảm giác đầu tiên mình tự nhận như vậy. Sau đó tỉnh lần lần rồi biết rằng kẻ là cái nghiệp của con người như thế này. Vì thấy rồi bây giờ họ triển khai để nó khai thác dục vọng đáo đi. Thay tất cả mấy cái phim xích rồi mình phim đó là gọi là làm, nó làm cho mục rửa xã hội, mục rửa tâm hồn của người. Cái đó không phải là cái đáp ứng mà tốt đẹp và gọi là văn minh đâu. Cái là hoàn toàn tất cả các nền giáo dục đều ngăn cản. Mà những người buôn bán là luôn luôn khai thác. Cái đó là lời nhuồn. Rất nguy hiểm và khai thác dục vọng. Bởi vì trong người nào cũng có một cái ung thản trong á, mà cũng có cái dục vọng trong á. Thành nó vẫn dằn co trong á. Vẫn kéo lối ngã này kéo ngã kia đó. Xã hội mà khi mà dục vọng phương cứu chữa hoàn toàn chỉ chờ đợi khổ đau và chết chóc mà thôi. Mà tà kiến rất nguy hiểm, chẳng những khổ cuộc đời này nữa, mà cái khổ lớn nhất ấy, khổ 100 năm của cuộc đời này cũng đáng kể. Mà cái dục và cái tà kiến đó nó đẩy mình xuống địa ngục cả mấy cả rất nhiều tỷ năm. Tương nhiên quý vị thì lấy cũng số 1 đâu á, cũng số 1 đơn vị, mà thấy 70 đến 9, 103 cũng số 0 sau nữa, địa ngục á. Mà cái địa ngục sinh hồng của tôi ở lúc đừng là 83 cũng số 0 nữa, quý vị coi làm sao mình về một cái số 5 á, số 5 chứ không phải tỷ năm, số 5 cũng số 1 mà thấy 83 số 0 năm mới chịu nổi. Thì 100 năm nay chứ khổ, nhưng cái khổ nhất là tà kiến mà nếp sống này đẩy đưa mình vào tà kiến và làm chết cái nhân đạo trên người đi. Cái vực của thế giới này là cái nhân đạo, nhân tính, cái humanness, humanity, cái đó là cái cụ gỡ, cái vốn liếng mà phải giữ đoạn, còn đi lên nữa thì chưa nói. Đứng chỗ ngang đây là nền văn hóa, gọi là văn hóa nhân loại, và một nền văn học và một nền văn minh mà xin giữ được cái humanness này trên người đó thôi. Đó là công bằng lệ phải thôi. Đừng có sợ cái gì bàn bạc với nhau. Tất cả đều là phải hiệp thương. Thì như vậy là có cơ đi lên. Còn nếu khác đi là đi xuống mà thôi. Vì vậy. Thì trong phần kinh này Đức Phật trình bày của một xã hội từ xưa đến nay. Vậy và cũng có chiều đi lên nữa. Chiều đi lên đó thì không phải là tất cả quý vị chúng tôi đều có cơ hội. Không thấy cũng dễ mà không phải là dễ, không phải là khó rơi xuống địa ngục đâu. Mình có thể rơi xuống địa ngục lắm nếu như mình giữ những cái ác tâm hại tâm. Khi mà mình không làm chủ, không có thiền định, không giữ giới, không có thiền định để làm chủ thì nó tuột thẳng hay đứt dây là rớt luôn. Thì đều là không ngăn được nữa, sân lên uống rượu rồi sân lên là khôi không kể gì nữa, tránh cái nghiệp để xuống địa ngục. Như không làm trụ trì mà tưởng mình cũng quyền rồi, muốn chiếu tiền bạc lối thôi mọi thứ vì ôi phóng túng mọi thứ, cái đó là nhân địa ngục, cũng đi xuống địa ngục. Như không dễ đi vào địa ngục. Cái của chúng ta để nương tựa pháp là vậy, tự mình
thắp đuốc lên là đi. Tự nhiên từ mình là ngọn đèn cho chính mình, và từ mình thắp đuốc là vậy đó, từ mình là ngọn đèn gọi là thắp đuốc, và nương tựa pháp. Vậy pháp là làm ngọn đèn, cái đuốc để mình đi. Thì bản kinh chỉ có nói Đức Phật chỉ trình bày ngang đó mà thôi, nhưng vì bản kinh không có gì khó cả. Nhưng cái vấn đề chúng tôi trình bày vì quý vị ở đây là gọi là tiếng rống sư tử. Vì như thế nào là tiếng rống sư tử của phạm kinh này? Chế độ xã hội của con người đấy là sự thật. Quan điểm của Đức Phật, quan điểm của Đạo Phật, quý là tất cả mọi sự khổ đau và hạnh phúc là do con người tạo ra. Nhưng mà cái gì tạo ra? Con người tạo ra là nói nghiệp sinh. Nghiệp sinh chứ không phải khoa học sinh. Nghiệp sinh. Thì nghiệp sinh. Và mình nhân quả đó, tất cả mình đi đầu thai cũng nghiệp sinh. Và cái thế giới này do còng nghiệp sinh. Thì thế giới của trời do nghiệp sinh nó khỏe lắm. Mấy của trời trên là hưởng thụ đầy đủ. Và cái thế giới của mình phải vật lộn, phải phấn đấu, phải lao động mới có ăn. À, nhưng mà lao động cách nào để mà đi lên, để đừng đi xuống. Nghiệp sinh. Và cái nghiệp á, thì nói đến thiền và ác. Cho nên thì cái mà thời của chánh pháp là gì? Gọi là đức trì. Lấy đức để trì dân. Người lãnh đạo cũng thế, và người dân cũng thế, tập thể cũng thế. Tập thể thì tu tập, thì mưa thuận gió. Đừng có tưởng nói rằng là gió tu mà thay đổi thời tiết là cái này phản khoa học. Không phải đâu. Cái thế giới như là nghiệp sinh, thế giới mông mì lắm, do nghiệp sinh. Cho nên hệ mà nghiệp chuyển đó, là mưa thuận gió nó đổi liền, chứ không phải. Mà cái nghiệp chuyện người mà có người tu hành rồi là không đụng rừng, không phá rừng, mà đâu có mà cái tai nạn bão lụt như thế này. Vì thế nghiệp sinh cả đó. Mà quý vị biết ngày xưa mới có truyền thống là các vua mỗi lần bị hàng hạn chỉ là ăn chay nằm đất cầu nguyện. Và trước đây rồi nhà chùa mình cũng vậy, là tụng kinh phổ môn và tất cả cầu nguyện với cái đức và cái tâm mới chuyện được cái thế giới này. Bởi cái thế giới giờ tâm nghiệp, nghiệp lực nó sinh. Cái này là một vấn đề giá trị chưa tin, thì mình cũng phải nên quan tâm để mình suy luận, mình tìm hiểu. Chứ còn đừng bỏ qua cái này. Bởi vì nếu đi vào cái thế giới logic của mình, thế giới khoa học này là vô vọng rồi. Đừng có chờ đợi gì nữa. Họ không tiếp tục lấy số hỏa nữa. Mà một cái phía tinh phóng lấy số hỏa tiêu hàng nghìn tỷ phang. Dân nghèo thôi. Được cái gì trên đó mà được cũng ai lên ở trên đó buồn chết. Quý vị thấy. Mà tiêu hàng nghìn tỷ phải đang làm nghèo cái trên đất này thôi. Nhưng mà mình không thể ngăn được chuyện đó. Chuyện đó là chuyện họ nói là nhân danh cái vấn đề này là đem lại kiến thức khoa học cho nhân loại rồi vân vân. Cái đó là rất nhiều nhà bác học mà được Nobel đã phản ứng đó. Nhưng mà vẫn là tiếng nói lạc lõng mà thôi. Vì vậy, hành thực kỳ cái chỉ còn có một cái hướng để mình nghiên cứu, để tìm hiểu là có đức sinh mà thôi. Cái đức mà sinh thì thế giới này đem lại an lạc thế giới này. Giai đoạn đó là giai đoạn mà gọi là đức tạo và đức sinh. Nhưng mà đến cái giai đoạn khi mà đức không còn nữa, thì người ta dùng gọi là pháp luật trì, hay gọi là pháp trì. Pháp này không phải là chánh pháp mà pháp luật. Đó là hạ sách rồi. Bắt đầu dùng hình phạt là hạ sách rồi. Quý vị thấy, dùng hình phạt là hạ sách rồi. Lúc đó là gì? Lúc đó là 10 sửa soạn cho 10 ác nghiệp ra đời. Khi mà 10 ác nghiệp ra đời là chiến tranh, đủ tranh, cạnh tranh, bất hòa, vân vân, thất vọng, vân vân, bóc lột, cướp bóc, chém giết, bạo động, tất cả mọi thứ xuất hiện của nó. Là khi con người không giữ còn nhân tính được, đứng yên được nữa, là ngũ giới không giữ được nữa, là bắt đầu cái mức sống, cái lê vung của nó là hạ thấp xuống cũng vậy. Xã hội là người không còn cái giá trị của con người nguyên nữa. Tất nhiên là trong đó vẫn có những người sống như những bậc thánh, và có những người rất là hiền triết, nhưng mà số đó vẫn ít. Và cái đa số của cái cao nghiệp của nhân loại vẫn được chìm xuống dưới mức trung bình của loài người. Ngũ giới là cơ bản mà như cái mực thước. Vì đó Đức Phật dạy ngũ giới, chứ không phải là đem ra dạy một cái điều mà cho tôn giáo đâu. Không phải. Cái này là để cho sự sống của con người, cho mỗi cá nhân và cho hệ. Khi mà bắt đầu bất kỳ như vua, mà vua thái tử đời chỗ nồi của vua Kiên Cổ Niệm, mà bắt đầu theo tư ý, tư dục và theo tư kiến nữa. Hệ là vua có sẵn quyền đó mà ai làm khác đi là chém đầu. Tư kiến. Nhiều chi là nghe này, nhưng vì có cái phí của hai bên đem quân đánh nhau, vì cãi nhau về cái chuyện mà đập cái trừng gà, đập đâu đây đâu kia thôi. Rồi ông này ông ra lệnh nói đập trừng gà là phải đập đâu đây, còn ông kia là phải đâu kia, mà hai người khác nhau thôi mà đem quân đánh nhau, vô lý không? Cái trừng gà đập đâu nào được mà chính lý thôi mà đem quân đánh nhau đó.
mà điều cái câu chuyện đó là mình thấy dễ vô lý, dễ hiểu, nhưng nhiều cái chuyện lớn khác tưởng là khó hiểu, thấy là khó hiểu, nhưng mà hàng cũng tương tự này. Quý vị thấy, thành thử không chờ đợi những cái hướng kia nữa, cái hướng còn lại mà để mong chờ là tạo ra được cái đức trong cuộc đời này chừng nào cũng chừng đó, để cho giảm bớt khổ đau, giảm bớt cái khổ đau cuộc đời này. Chỉ có khi mà dùng pháp trì rồi, thuật trì á, xin lỗi, dùng thuật trì á, là lúc đó đi xuống rồi, về hạ sách rồi. Tất nhiên là cũng thể cũng dùng được, bởi vì không trộm cướp quá là phải trì thôi, để cho bớt sợ đi, hồi sợ thì bớt trộm đi, nhưng mà không phải. Đó, cái vấn đề đó là chữa, không phải chữa cái nhân, cái gốc, mà chữa cái ngọn, mà chữa cái gốc là phải tu tập. Như vậy đạo đức cần được xây dựng lại, và cái đạo đức Phật giáo có thể đóng góp trong cái hướng này. Mà cái này là Đức Phật dạy theo cái nhìn của Ngài về sự thật cuộc đời, Ngài nói ra chứ không phải tự tạo ra một lý thuyết. Đó là cái vấn đề mà mình nói gọi là, đó là tiền rồng sư tử. Quý vị thấy, không phải đơn giản, đó là tiền rồng sư tử đó. Nói ra là thiên hạ bây giờ có ai chấp nhận chuyện này, nói mà đức trì là họ cho chuyện đó huyền hoặc, mà các nhà mà học chính trị mà nhất là từ thời Machiavelli này vân này, thì là họ báo tin chuyện này, họ là thú thực, làm thế nào đạt được mục tiêu rồi thôi, giết lấy cũng được, đại khái như thế. Toàn những cái chuyện tư duy mình thấy mình nghe rờ người à, tôi thường nổi, mà những cái đó đứng nằm trong sách vở của mình cả. Vì thế thì cái tiền giống sư tử là vậy, mà bây giờ ai sống được tiền giống sư tử này à, bây giờ mình chỉ nói lại, mình ôn lại cái lời dạy Đức Phật thôi. Tiền giống sư tử này là vì chờ một vị chưa ứng thành vương ra đời, hay là một vị nào đó cũng không thể, không cần là phục Phật tử, nhưng vì đó là gọi là tự điều an lạc cho cuộc đời. Thì cái điều đó là tiến giống thứ tự thứ hai. Tiến giống thứ nhất là từ nương tựa mình và tựa Phật. Đó là cái nội dung mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần kinh này. Và phần còn lại quý vị về tiếp tục suy nghĩ, và mà mình có thể đóng góp phần nào với tư cách một Phật tử, là để xây dựng cái đạo đức của xã hội, đạo đức gia đình, cá nhân, gia đình, xã hội. Và tôi xin dừng ra đây.